Giờ đây đành lễ Phật rồi, con xin bày tỏ những lời ăn năn ấy. Nhờ ơn rửa sạch nghiệp căn, thân tâm thanh tịnh băng khoăn tiêu trừ, không còn vọng tưởng mộng mơ, không còn vướng mắc nghi ngờ pháp linh. Trong giờ ác diệt tiên sinh, chú tâm quan sát tiên trình căn nguyên. Một là quan sát nhân duyên, tội do ngu dốt vô biên mà thành, tâm tư vốn chẳng hiền lành. Bởi không kiên cố thân hành đạo sâu, oan kiên nghiệp chướng ngập đầu. Tự mình như cá cắn câu tham mồi, như tầm keo kén tưởng chơi. Tự mình giam hãm cuộc đời tự do, thiếu thân nhào tới lửa lò. Tự thiêu tự đốt thành tro hoang tàn, vì vô minh mới nghênh ngang. Lìa xa bạn tốt không màng lời hay, Phật và Bồ Tát chỉ bày cũng không nhìn thấy đường ấy mà vào. Hai xem nhân quả luân lưu, ba đời bao ứng gây nhiều gian nan. Gieo nhân hai quả nào oan, đắm chìm biển khổ miên mang vô bờ. Dù cho tay kiếm tay cờ, dù cho oanh liệt ngôi vua lấy lần, cũng trong khoảnh khắc vô chừng. Hết đời cũng đọa ba từng dữ kia. Dù cho phương báo ê hề, ở trong ba cõi lầm mê vẫn còn. Bốn không định cũng hao mòn, phước kia hướng lại hoàng súc sanh. Làm thân trùng bỏ hội tâm, đeo mình trâu trắng tranh giành máu hôi. Vậy mà vẫn cứ biến lời, vẫn không biến sám ba đời nghiệp oan. Khác gì nước ngập hố hang, mà ôm đá nặng kiếm đàn thoát thân. Ba là quan sát bản thân, mặc dầu tâm giác chánh nhân sẵn rồi, nhưng vì mê muội nhiều đời, ái ân chẳng chịch như trời đầy sao. Mến mong chẳng biết phương nào, phát sanh tuệ giác tìm vào chân như. Triệt tiêu ba kẻ nỗi thùng, ngăn đường giải thoát ưu tư chất chồng. Mà khi xưa Phật chi đại hùng, mà quyết tâm khổ hạnh dứt lòng tử sanh. Luân hồi hư huyễn vô hình, trở về bản giác chuyên vành pháp luân. Bốn là quán sát Phật thân, bất sanh bất diệt trong ngần lưu ly. Việc siêu tư cứu bách phi, an nhiên vạn đức từ bi không ngần. Vào đời tiếm độ phạm nhân, tuy rằng chẳng thấy mà gần kề bên. Quán xong bốn thứ
căn nguyên, thân là phương pháp thánh hiền hằng tu, loại trừ chướng ngại ngũng tùng. Vượt dòng sinh tử vẫn vô cõi thường, con xin sám hối mười phương, chí thành tung kinh cúng dường chư tôn. Nam mô Bảo Quang Minh Phật Tăng Tư Duy Phật. Từ vô thủy đến hôm nay, chướng ngại phiền não càng ngày càng tăng, lấp che thiện tánh tuệ căn, không cho thấy Phật ân cần xót thương anh, không cho nghe pháp chân thường, không gặp thiện hữu thánh tăng hộ trì, không cho giải hết ba thì nghiệp hoang bức bách, biết gì nữa đâu anh. Đường ai nẻo sang pháp màu, như mù chẳng biết nông sâu mà dò, trách trời oan đất quanh co, biết đâu phiền não cũng do tại mình. Thần thông chẳng thấy hiển linh, nổi bao chướng ngại tu hành Phật môn, thiền tịnh tu chẳng nên hồn quán, nhân duyên lại dâm dồn chướng duyên. Mãi phương tiện cũng chẳng chuyên, bốn công gia hạnh chướng phiền chẳng xong, từ bi hỷ xả cũng không, văn tư tu cũng chẳng công cán gì. Mong gì tam quán vô vi, mong gì giác ngộ liễu tri đạo màu, thiền tư niệm xứ càng rầu, năm căn năm lực có đâu mà hành. Bốn thứ thần túc chẳng thành, băm bảy phẩm đạo cũng đành, dễ vui cũng vì phiền não mà thôi, tam minh tư trí muôn đời chẳng thông minh. Vô ngại bốn đạo lòng vòng, sáu ba la mật khó lòng thực thi, tứ nhiếp pháp chẳng biết gì, đại thừa bốn thể ngu si chẳng tường. Mười minh mười hạnh ương ương, mười hướng mười nguyện biết đường nào tu, tuệ gia trị kiến như mù, Bồ Tát mười địa nhìn thu chẳng tròn. Não phiền chồng chất như non, tâm nào tĩnh lặng đặng tròn quả tu, não phiền chướng ngại công phu, con xin sám hối thân dù héo hon, sông có cạn núi có mòn, cũng xin tha thiết lòng son không sợ, hướng về chư Phật chư Tôn khẩn cầu gia hộ tâm hồn lắng trong, mà một mai đạo quả đạn xong, nguyện về cứu độ tận cùng chúng sanh. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, nhờ công sám hối tâm hồn lắng trong, ăn năn với cả tấm lòng, mong ơn chư Phật cảm thông hộ trì.
Nhờ công sám nước từ bi mà ba nghiệp chướng ba thì được tiêu, từ nay tự tại phiêu diêu, thọ sanh tùy ý theo điều ước mong. Chẳng do án nghiệp xoay vòng, tịnh thanh cõi phân hòa đồng chúng sinh, tiến sâu cảnh giới tình minh, tư thiền thâu triệt u minh chẳng lầm. Giảng kinh xuất tự thâm tâm, mà tời lời nhập thánh siêu phàm diễn ca, não phiền của cõi ta bà vô minh vì thế cũng đà triệt tiêu anh. Huệ như mặt nhật trên cao, rọi soi các cõi cõi nào cũng thông, mười phương thế giới đại đồng. Ung dung vô hỷ thần thông tuyệt vời, nay còn phát nguyện đời đời, cuối đầu lại Phật ba thời chứng. Cuối đầu đánh lễ mười phương, chư Phật Bồ Tát tướng thương bao lần, chứng tri con đã ăn năn. Sám phiền não chướng vết hằng nội tâm, mà bao ác nghiệp cũng âm thầm, gây nhiều chướng ngại gieo mầm khổ đau. Con xin tha thiên khấn cầu, sám hối nghiệp chướng đê đầu trình lên. Nghiệp là quả báo nhân duyên, như là trang sức tự nhiên của đời. Nghiệp là mầm mong luân hồi, tháng sinh sáu cõi là nơi nghiệp lành. Nghiệp báo ứng rất vô tình, nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân. Nghiệp là quả, nghiệp là nhân. Trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai, thấm thâu về nghiệp mấy ai, ngoại trừ Phật trí vượng ngoài thế gian, mênh mông chẳng thể nghĩ bàn. Phàm phu trí thiện há toán nghi ngờ, lý sâu nghiệp báo mù mờ, dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi, thấy nghe nông cạn trong đời. Người hiền sao chịu bao thời đắng cay, người ác lại có đủ đầy, nhà cao cửa rộng thơ thầy chất sân, thấy đời thiên ác bất phân. Cần chi tích đức tu nhân để phòng, mà mê lầm nghiệp bao chẳng thông, rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa, hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau. Sinh báo thì quả hơi lâu, đời này thiện ác đời sau hướng đền, hậu bao lại ứng triền miên, tứ thời quá khứ qua miền vị lai. Cho nên đừng kể thấy ai hiện lành mà phải một đời khổ đau, hiểu rằng sinh báo từ đâu, hoặc do hậu bao trước sau.
sao cũng đành. Chớ nhìn kẻ ác gặp hơn mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm, mà sinh bao hậu bao chẳng lầm là do tội phước sưu tầm kiếp xưa. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phước mong nhờ mãi sau, án thời phương giảm tội sâu. Nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên, tu hành mà nghiệp báo lên dễ gì thành tựu chú viên mọi bề. Nên cùng trí thức cận kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần, được cùng thiên hữu cẩn thận. Con đường đạt đạo mười phần thuận xuôi, nay con sám hối nghiệp rồi, cầu xin chư Phật xét soi lòng thành. Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lại Phật thánh hiền chư tăng, một lòng tha thiết thưa rằng: kẻ từ vô thị đã hằng gây ra tội nhiều như các bão la, trái dài như bãi hằng hà đôi bên, vậy mà chẳng biết căn nguyên. Do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này, hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệp vào vô gián ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệp do ý ác bạn tà đua theo, khinh chê lời Phật bếu riêu, chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy, bạn lành chỉ bao đường ai, biểu môi chu mò ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm đều dâm dục chẳng phân chánh tà, giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật nghi. Của hàng hiền chúng tăng ni, cứu tình pha rối không chi chẳng làm, mà kể ra khôn xiết lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn năn tăng cùng. Nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son, giúp con ác nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Con nay đã sám tội rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh phiền não nhất tề, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác pháp quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không xâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ ngu tôi của thân thiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa, thề không tái phạm nghiệp ma.
Như Lai. Coi nghi giới luật chẳng sai, sao ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng chướng tăng, mười thứ trí lực trang hoàn thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của Ngài, tám mươi vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn đức tin. Nội trong ba nghiệp của thân, sát sanh thứ nhất muôn phần khổ lao, chúng sanh nào nấy như nhau, đều ham sự sống đơn đau ai màng. Xét từ vô thủy kiếp mang, chúng sanh đều có họ hàng với nhau, mẹ cha anh chị rể nhau, chỉ vì nghiệp lực đối đầu thọ sanh em mà mang vạn trạng thiên hình, luân hồi sao nẻo tái sanh dương trần, u mê nào biết xa gần, họ hàng chẳng nhận ban lăng cũng lờn. Mặc tình nhai nuốt chặt cưa, mặc tình duyên hại chẳng ngờ tương liên, trong kinh Phật vẫn thường khuyên, nuốt nhai thịt cá tưởng nghiền thịt con. Nếu vì chút lợi áo cơm mà lưới bẫy bắt vật nghiệp dồn nặng sâu, xa sanh tội đứng đầu, giết ăn hồ dễ khấn cầu thứ ba. Từ sanh vào cõi ta bà, chúng con chưa gặp ai là thiện nhân, xót thương chỉ bảo khuyên rằng, sát sanh hại mạng là nhân á tiền. Nên vì lợi lộc ngu si, mà gieo nghiệp ác cũng vì miếng ăn, sau này rời bỏ bao thân, xa vào địa ngục trả dần tôi xưa. Chịu bao thống khổ cho bừa, đầu trâu mặn ngựa xé cưa thân hình, hoặc là đâm chém tanh bành, hoặc môi móc ruột mới đành án kia. Trả xong nợ chốn âm ti, trở về dương thế lại tùy nghiệp mang, gá thân làm giống xài lang, còm bèo rắn thiết chui hang núi rừng, hoảng làm chuột bỏ côn trùng, hút máu hút mũ rút thùng phẫn dơ, hoặc làm gà chó heo tơ, cho người xé thịt chặt cưa nấu xào. Thật là khủng khiếp biết bao, khổ bao như vậy lẽ nào dễ vui, nếu mai trở lại
lại làm người, cũng mang bệnh hoạn tuổi đời chẳng lâu anh. Chỉ thành con lại cẩn cầu sám hối nghiệp ác để đầu ăn năn, xin chư Phật thánh hiền tăng cuối đầu đảnh lễ mười phương, chư Phật hiền thánh xót thương muôn loài, chỉ bày phương pháp tuyên vời, nương lành rửa sạch ba đời nghiêm oan anh. Nay con hối hận khóc than, xin đem tính mạng trước đàn quý ơi. Giờ đây đành lễ phần rồi, con xin bày tỏ những lời ăn năn. Nhờ ơn rửa sạch nghiệp căn, thân tâm thanh tịnh băng khoan tiêu trừ, không còn vọng tưởng mong mơ, không còn vướng mắc nghi ngờ pháp linh. Trong giờ ác diệt thiện sinh, chú tâm quan sát tiến trình căn nguyên. Một là quan sát nhân duyên, tội do ngu dốt vô biên mà thành, tâm tư vốn chẳng hiện lành. Bởi không kiên cố thân hành đạo sâu, oan khiên nghiệp chướng ngập đầu. Tự mình như cá cắn câu tham mồi, như tầm keo kén tưởng chơi. Tự mình giam hãm cuộc đời tự do, thiếu thân nhào tới lửa lò. Tự thiêu tự đốt thành tro hoang tàn, vì vô minh mới nghênh ngang. Lìa xa bản tốt không màng lời hay, Phật và Bồ Tát chỉ bày cũng không nhìn thấy đường ấy mà vào. Hai xem nhân quả luân lưu, ba đời bao ứng gây nhiều gian nan. Gieo nhân hai quả nào oan, đắm chìm biển khổ miên mang vô bờ. Dù cho tay kiếm tay cờ, dù cho oanh liệt ngôi vua lấy lần, cũng trong khoảnh khắc vô chừng, hết đời cũng đọa ba từng dữ kia. Dù cho phương báo ê hề, ở trong ba cõi lầm mê vẫn còn. Bốn không định cũng hao mòn, phước kia hướng hết lại hoàn súc sanh. Làm thân trùng bỏ hội tâm, đeo mình trâu trắng tranh giành máu hôi. Vậy mà vẫn cứ biến lười, vẫn không biến sám ba đời nghiệp oan. Khác gì nước ngập hố hang, mà ôm đá nặng kiếm đàn thoát thân. Ba là quan sát bản thân, mặc dầu thân giác chánh nhân sẵn rồi, nhưng vì mê muội nhiều đời, ái ân chẳng chịch như trời đầy
sao mênh mộng chẳng biết phương nào phát sanh tuệ giác tìm vào chân như triệt tiêu ba kẻ nỗi thù ngăn đường giải thoát ưu tư chất chồng mà khi xưa Phật chi đại hùng mà quyết tâm khổ hạnh dứt lòng tử sanh luân hồi hư huyễn vô hình trở về bản giác chuyên vành pháp luân bốn là quán sát Phật thân bất sanh bất diệt trong ngần lưu ly việc siêu tư cú bách phi an nhiên vạn đức từ bi không ngần vào đời tiếp độ phạm nhân tuy rằng chẳng thấy mà gần kề bên quán xong bốn thứ căn nguyên thân là phương pháp thánh hiền hằng tu loại trừ chướng ngại ngũng tùng vượt dòng sinh tử vân vô cõi thường con xin sám hối mười phương chí thành cung kinh cúng dường chư tôn nam mô bảo quang minh phật tăng tư duy phật từ vô thủy đến hôm nay chướng ngại phiền não càng ngày càng tăng lấp che thiện tánh tuệ căn không cho thấy Phật ân cần xót thương anh không cho nghe pháp chân thường không gặp thiện hữu thánh tăng hộ trì không cho giải hết ba thì nghiệp hoang bức bách biết gì nữa đâu anh đường ai nẻo sang pháp màu như mù chẳng biết nông sâu mà dò trách trời oan đất quanh co biết đâu phiền não cũng do tại mình thần thông chẳng thấy hiển linh nổi bao chướng ngại tu hành Phật môn thiền tịnh tu chẳng nên hồn quán nhân duyên lại dâm dồn chướng duyên mãi phương tiện cũng chẳng chuyên bốn công gia hạnh chướng phiền chẳng xong từ bi hỷ xả cũng không mà văn tư tu cũng chẳng công cán gì mong gì tam quán vô vi mong gì giác ngộ liễu tri đạo màu thiền tư niệm xứ càng rầu năm căn năm lực có đâu mà hành bốn thứ thần túc chẳng thành băm bảy phẩm đạo cũng đành dễ vui cũng vì phiền não mà thôi tam minh tư trí muôn đời chẳng thông minh vô ngại bốn đạo lòng vòng sáu ba la mật khó lòng thực thi tứ nhiếp pham chẳng biết gì đại thừa bốn thể ngu si chẳng tường mười minh mười hạnh ương ương mười hướng mười nguyện biết đường nào tu tuệ gia trị kiến như mù bồ tát mười địa nhìn thu chẳng tròn
Não phiền chồng chất như non, tâm nào tĩnh lặng đặng tròn quả tu. Não phiền chướng ngại công phu, con xin sám hối thân dù héo hon. Sông có cạn núi có mòn, cũng xin tha thiết lòng son không sợ. Hướng về chư Phật chư Tôn, khẩn cầu gia hộ tâm hồn lắng trong. Một mai đạo quả đạt xong, nguyện về cứu độ tận cùng chúng sanh. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, nhờ công sám hối tâm hồn lắng trong. Ăn năn với cả tấm lòng, mong ơn chư Phật cảm thông hộ trì. Nhờ công sám nước từ bi, mà ba nghiệp chướng ba thì được tiêu. Từ nay tự tại phiêu diêu, thọ sanh tùy ý theo điều ước mong. Chẳng do ác nghiệp xoay vòng, tịnh thanh cõi phân hòa đồng chúng sinh. Tiến sâu cảnh giới tình minh, tứ thiền thấu triệt u minh chẳng lầm. Giảng kinh xuất tự thâm tâm, mà tời lời nhập thánh siêu phàm diễn ca. Não phiền của cõi ta bà, vô minh vi tế cũng đà triệt tiêu anh. Huệ như mặt nhật trên cao, rọi soi các cõi cõi nào cũng thông. Mười phương thế giới đại đồng, ung dung vô hỷ thần thông tuyệt vời. Nay con phát nguyện đời đời, cuối đầu lại Phật ba thời chứng. Cuối đầu đánh lễ mười phương, chư Phật Bồ Tát tướng thương bao lần. Chứng tri con đã ăn năn, sám phiền não chướng vết hằn nội tâm. Mà bao ác nghiệp cũng âm thầm, gây nhiều chướng ngại gieo mầm khổ đau. Con xin tha thiên khẩn cầu, sám hối nghiệp chướng đê đầu trình lên. Nghiệp là quả báo nhân duyên, như là trang sức tự nhiên của đời. Nghiệp là mầm mong luân hồi, tháng sinh sáu cõi là nơi nghiệp lành. Nghiệp báo ứng rất vô tình, nghiệp làm chướng ngại ngăn mình thoát thân. Nghiệp là quả, nghiệp là nhân, trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai. Thấm thâu về nghiệp mấy ai, ngoại trừ Phật trí vượng ngoài thế gian. Mênh mông chẳng thể nghĩ bàn, phàm phu trí thiện há toán nghi ngờ. Lý sâu nghiệp báo mù mờ, dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi. Thấy nghe nông cạn trong đời, người hiền sao chịu bao thời đắng cay. Người ác lại có đủ đầy, nhà
đầy chất sân, thấy đời thiện ác bất phân. Cần chi tích đức tu nhân để phòng, mê làm nghiệp bao chẳng thông. Rằng nhân quả ứng ba dòng thời gian. Trong kinh Phật dạy rõ ràng, hiện sinh hậu báo ba đà nghiệp đưa. Hiện báo là quả bây giờ, ngay đời này thọ chẳng chờ kiếp sau. Sinh báo thì quả hơi lâu, đời này thiện ác đời sau hướng đền. Hậu báo lại ứng triền miên, tứ thời quá khứ qua miền vị lai. Cho nên đừng kể thấy ai hiện lành mà phải một đời khổ đau. Hiểu rằng sinh báo từ đâu, hoặc do hậu báo trước sau cũng đành. Chớ nhìn kẻ cặp hơn, mà lòng tưởng chẳng ưu phiền trong tâm. Mà sinh báo hậu báo chẳng lầm, là do tội phước sưu tầm kiếp xưa. Phải nên tin chắc đừng ngờ, làm lành được phương mong nhờ mai sau. Án thời phương giảm tội sâu, nói chung nghiệp báo là đầu chướng duyên. Tu hành mà nghiệp báo lên, dễ gì thành tựu chú viên mọi bề. Nên cùng trí thức cần kề, cùng nhau sám hối nghiệp kia tiêu dần. Được cùng thiên hữu cẩn thận, con đường đạt đạo mười phần thuận xuôi. Nay con sám hối nghiệp rồi, cầu xin chư Phật xét soi lòng thành. Nay con quỳ tại Phật tiền, dập đầu lạy Phật thánh hiền chư tăng. Một lòng tha thiết thưa rằng, kể từ vô thị đã hằng gây ra, tội nhiều như các bão la, trái dài như bãi hằng hà đôi bên. Vậy mà chẳng biết căn nguyên, do đâu nghiệp tới mà nên nỗi này. Hoặc làm năm tội sâu dày, nghiệm vào vô gián ngục ngày nào ra. Nhất thiện đề tội hằng xa, nghiệm do ý ác bạn tà đua theo. Khinh chê lời Phật bếu riêu, pha rối tam bảo triệt tiêu đại thường. Chẳng tin tội phước làm bừa, bất hiếu cha mẹ chẳng ưa lời thầy. Bạn lành chỉ báo đường ai, biểu môi chu mò ngõ lầy bước chân. Mười thiện năm giới chẳng tuân, phạm đều dâm dục chẳng phân chánh tà. Giới điều Phật tứ tại gia, hạnh tu Bồ Tát hoằng là luật nghi. Của hàng hiền chúng tăng ni, vô tình pha rối không chi chẳng làm. Mà kể ra khôn xiết lỗi lầm, mà con nay sám hối ăn năn tăng cùng.
nghiệp sai đã tạo trùng trùng, hướng về chư Phật trái lòng sắc son, giúp con nghiệp tiêu mòn, giúp con sám hối cho tròn đường ấy tu. Con nay đã sám tội rồi, nguyện nhờ công đức của lời sám kia, vô minh phiền não nhất tề, đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cũng tàn. Phước sanh tuệ giác phát quang, đời đời nương Phật giữ hàng thiện nhân, không xâm ngũ nghịch tội thâm, diệt trừ ngu tôi của thân xiên đề. Từ nay xa lánh nẻo mê, mong ngài ngồi được Bồ Đề Liên Hoa, thề không tái phạm nghiệp ma, thề tu pháp thiện vào nhà Như Lai. Oai nghi giới luật chẳng sai, sao ba la mật chẳng nài khó khăn, bốn tâm vô lượng chướng tăng, mười thư trí lực trang hoàn thành cao. Đại bi ba niệm chẳng nào, bốn niệm vô ý tìm vào biển không, thường lạc diệu trí đều thông, tám tự tại ngã cũng đồng Như Lai. Bám hai tướng tố của ngài, 80 vẻ đẹp nghiêm oai trong ngần, nguyện nhờ sám hối ăn năn, vô lượng công đức sánh bằng đại dương. Phật Bồ Tát khắp mười phương, chứng minh lời nguyện chẳng nhường núi non, từ bi gia hộ cho con, quy tam bảo chẳng mòn đức tin. Nội trong ba nghiệp của thân, sát sanh thứ nhất muôn phần khổ lao, chúng sanh nào nấy như nhau, đều ham sự sống đơn đau ai màng. Xét từ vô thủy kiếp mang, chúng sanh đều có họ hàng với nhau, mẹ cha anh chị rể dâu, chỉ vì nghiệp lực đối đầu thọ sanh em, mà mang vạn trạng thiên hình, luân hồi sao nẻo tái sanh dương trần, u mê nào biết xa gần, họ hàng chẳng nhận ban lân cũng lờn. Mặc tình nhai nuốt chặt cưa, mặc tình duyên hại chẳng ngờ tương liên, trong kinh Phật vẫn thường khuyên, nuốt nhai thịt cá tưởng nghiền thịt con. Nếu vì chút lợi áo cơm mà lưới bẫy bắt vật nghiệp dồn nặng sâu, xa sanh tội đứng đầu, giết ăn hồ dễ khấn cầu thứ ba.
Từ sanh vào cõi ta bà, chúng con chưa gặp ai là thiện nhân. Xót thương chỉ bảo khuyên rằng, sát sanh hại mạng là nhân á tỳ. Nên vì lợi lộc ngu si mà gieo nghiệp ác, cũng vì miếng ăn sau này rời bỏ bao thân, xa vào địa ngục trả dần tôi xưa. Chịu bao thống khổ cho bừa, đầu trâu mặn ngựa sẽ cưa thân hình, hoặc là đâm chém tanh bành, hoặc môi móc ruột mới đành án kia. Trả xong nợ chốn âm ti, trở về dương thế lại tùy nghiệp mang. Gá thân làm giống xài lang, còm bèo rắn riết chui hang núi rừng. Hoảng làm chuột bỏ côn trùng, hung máu hút mũ rút thùng phận dơ. Hoặc làm gà chó heo tơ, cho người xé thịt chặt cưa nấu xào. Thật là khủng khiếp biết bao, khổ bao như vậy lẽ nào dễ vui. Nếu mai trở lại làm người, cũng mang bệnh hoạn tuổi đời chẳng lâu anh. Chỉ thành con lại cần cầu, sám hối nghiệp ăn để đầu ăn năn. Xin chư Phật thánh hiền tăng, nhủ lòng thương xót mà hằng gia. Giờ đây các đừng phần thế con, chừng biết cho chúng con thương nghĩ đến chúng con trước chư Phật Bồ Tát. Chúng con phải bộc bạch như vậy, hoặc đời này hay đời khác của chúng con từng làm cam việc bố thí hoàng giữ đường giới thanh tình. Nhận đến thì một vốc cơm cho các loài súng sanh. Hoàng tu tình hạnh căn lành đã có thành tựu, chúng sanh căn lành đã có tu hành, Bồ Đề căn lành đã có và Trí Vô Thượng căn lành đã có. Tất cả hợp lại so sánh trụ tinh thái đều hồi hướng cho quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, như các đấng phận đời quá khứ hiện tại và vị lai đã làm việc hồi hướng. Chúng con cũng xin hồi hướng như thế, các tội đều sám hối, ca phước xin tùy ý và nhờ công đức thánh Phật nguyện thành Trí Vô Thượng. Chư Phật trong ba đời rất hơn các chúng sanh, biển công đức không lường, con nay thành kính lạy. Mười phương thế giới có công, mà ba đời vạn loài cầu mong đại hùng. Mà con nay ba nghiệp viễn dung, lệ khắp tất cả không trung môn lòng. Mà phổ hiền hạnh nguyện thần thông, khiến cho đệ tử trong vòng Như Lai mỗi thân hiện khắp trần ai, mỗi thân lễ lại kim đài liên hoa. Ở trong cõi phận hằng xa đại hội
mỗi người tiếng vọng có phần phá ra thánh có tâm thần sáng trưng tương lai mỗi kiếp tôn xưng khen ngợi Phật đức các tình rất sâu. Tràng hoa tươi tốt muôn màu ai âm nhà ca vĩnh lòng hầu hướng bay trang nghiêm thành kính xưa nay con đem dân cung đức thầy Như Lai thương y có một không hai đèn đuốc soi sáng trong ngoài đường đi cao như quả núi Tu Di thành tâm dân cung các vị Thế Tôn con nay mở rộng tâm hồn tin sâu Phật pháp trường tồn từ lâu phổ hiền nguyện lực rất sâu cúng dường cùng khắp nhiệm màu Như Lai xưa con tạo các nghiệp sai đều do ba động hòa tai nối liền từ thân miệng ý triền miên giờ đây mới biết lòng chuyên sám trừ mười phương các loại đồng cư hữu học vô học tâm tư nhị thừa Như Lai Bồ Tát xa xưa tùy hỷ công đức cho vừa lòng ấy tin đèn tuệ thắm sáng cầu xin Bồ Đề thành tự đứng tin bắt đầu chúng con kinh thỉnh nguyện cầu chuyến xe diệu pháp đạo màu đã ban chư Phật muốn nhập niên bàn con xin kinh thỉnh vị hàng phàm ngu cứu trụ giáo hóa công phu chúng sanh lợi lạc đường tu chuyên cần cúng dường lễ tán đa phần thánh phần trụ thế tâm chân độ đời tùy sám hối khắp nơi chúng sanh phân đạo đồng thời in sâu xin đem công đức nhiệm màu hướng về thượng giới minh châu hiền bài tánh tướng tam bảo tự rày dung thông hai để chờ ngày thành công anh phương đứng như nước biển đông mà con nay hồi hướng môn lòng thanh cao thân cầu ý niệm lao chao dứt trừ ngã pháp công lao đức thầy tân ca hoặc chướng từ nay xin đều tiêu diệt xin thay phép màu mỗi niệm trí tuệ làm đầu chúng sanh đồ hết không cầu trả ơn không thế giới có sợ nghiệp và phiền não đều quên hư không bốn pháp như thế dung thông nguyện nay hồi hướng cõi lòng như ơi như cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát cuối lại đức đại hạnh phổ hiền Bồ Tát.
ai dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh. Theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si, ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân. Cuộc đời sống tựa mây vần, đóng thương vô định mấy lần tu di. Không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chưa suối ghe nào bằng. Vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử thích thần rối ren. Địa ngục thông cỏ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than. Súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ tanh nếu sanh trong cõi người ta. Vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui, bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phật tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô. Kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người. Mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan. Thì kheo ni cũng tính toan, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đầy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng. Trắng hoa mèo má gà đồng, chẳng phân biệt hẳn đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chí thành sám hối sau thời ăn năn. Nhờ công sám hối nào phiền, ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh. Thập phần tướng tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dùng vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly. Trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật Đà. Trong kinh lời Phật rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu. Một là phiền não chẳng thiếu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau. Ba là khổ báo trước sau, ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành. Vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính tin
Kê đầu sám hối phận tiền, ăn năn ý nghiệp liên miên ta thành, nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo ai. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều si mê, chính vì ngu tối lệ thề, tin theo tà kiến say mê sâu trần, trong kinh lời Phật ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra, súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa, nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau, con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tiền con lại dâm đầu ăn. Dập đầu sám hối nghiệp căn, đều do ý tạo vô vàng nghiệp nhân, chư Phật Bồ Tát ân cần, cùng chư thánh chúng lý chân tự thành. Đã từng chỉ giải đành rành, bằng nhiều phương tiện thực hành tiến tu, phải coi phiền não như thù, vì phiền não nhập che mù tuệ căn. Nó thường gây những khó khăn, chẳng cho hạt giống thiện tâm phát hành. Não phiền như nước lũ nhanh, cuốn phân mỗi hạt giống lành thế gian. Khiến ta thông khổ gian nan, đắm trong sinh tử muôn vàng khổ đau. Não phiền chẳng chịch với nhau, như vòng xích sắt khóa cầu liễu sanh. Không cho ai thoát ngục hình, không cho ai khỏi tứ sinh luân hồi, vì dòng nhân quả đời đời ra và sao nếu không nơi quay về. Không đường ra khỏi bến mê, nay con lợi dụng cần kề chữ tôn, giúp con gội rửa tâm hồn, một lòng vận dụng pháp môn nhiệm màu. Con xin một giả khẩn cầu, thiện tâm tăng trưởng ân sâu Phật Đà. Kể từ vô thị ra vào, trôi lăn sao cõi hằng hà khổ đau, tưởng mình tâm thức thanh cao, biết đâu ngu dại xa vào mấy mai. Hoặc nuôi ba độc trong nhà, hoặc về ba lầu sanh ra nỗi này, hoặc do ba khổ đọa đày, hoặc do ba hữu mà bài oán kiêng. Để cho phiền não nổi lên, tạo ra vô lượng vô biên tội tình, nay còn xấu hổ tự trình, cầu mong sám hối tội mình từ xưa. Kể từ vô thủy đến giờ, hoặc theo bốn
trụ hoặc thừa bốn lưu, hoặc do bốn thủ mà chiếu, hoặc dùng bốn chấp, hoặc chiều bốn duyên nghi, hoặc do bốn đại gây nên, hoặc do bốn phước bốn triền bốn tham, việc lành chánh nhẫn chịu làm, mặc cho phiền não gieo mầm tử sinh. Vô biên vô lượng tội tình, chúng sinh sáu đào ngục hình tử giam, ngày nay phát lộ quý tam, mà cầu xin sám hối mong làm thiện nhân. Ngày kể từ vô thí chẳng phân, hoàng do năm trú xoay vần trong tay, hoặc do năm cái mà ra, hoặc do năm kiến, hoặc là năm sang, năm tâm phiền não dân tràn, cam lòng chịu khổ gian nan trọn đời. Con xin sám hối mọi thời, ngày đêm tinh tấn chẳng rời ăn năn, hoặc do mê muội sáu căn, hoặc do sáu thức tâm thần đảo điên, hoặc do sáu tưởng mà nên, hoặc do sáu thọ lụy liền sáu hành, hoặc do sáu ái hoành hành, sáu nghi để khổ tranh giành nổi lên, thật là thông khổ vô biên, con xin sám hối não phiền đã cam anh. Hoặc do bảy lậu khó kham, hoặc do bảy sự như chàm dính tay, hoặc do tám đảo mà sai, hoặc do tám cố nên đầy kiếm hoang, hoặc do tám khổ nấu hầm mà phiền não hải ngấm ngầm chúng sanh, con xin sám hối chi thành, cầu xin chư Phật nghĩ tình ngu si, hoặc do chính não tràn trề, hoặc do chính kiếp mê mê tỉnh phàm, chính duyên chẳng chịu tiêu phần, hoặc do mười nghiệp không phân nghiêm nào. Mười một biến sự câu cao, mười hai thứ nhập nắng nhào tử sinh, mười sao trì kiến tung hoành, mười tám thứ giới ngũ hình bao la, hai mươi lăm ngã trần xa, sáu mươi hai kiến toàn là nghiệp nhân, tám mươi tám sự hoặc tâm, cộng thêm mười sự trong tầm hoặc tư, một trăm lẻ tám có dư, phiền não bùng cháy đốn trừ tâm can, mở toan cửa ngõ mối vàng, cho mọi tầm xấu rộng đàn nhập tâm, tác oai tác phúc âm thầm, hải hàng hiền thánh phá ngầm chúng sanh. Khâm trọng tam giới hữu tình, không sao tránh khỏi khổ sinh ngâm tràn, cầu xin chư Phật giải ban, từ bi cứu độ muôn vàng tội xương. Phá tầm sám hối mong nhờ, mười phương tam bảo dẫn đưa về. Nguyện nhờ công đức cao dày, phá môn sám hối đêm ngày hằng chuyên, ăn năn ba số não phiền, cho con ba nguyện hiến nhiên đang thành. Sáng soi ba tuệ ba minh, ba khổ cũng diệt tâm hành sạch trong, não phiền bốn số trong lòng, nhờ công sám hối thầy cùng tiêu tan em. Bốn vô lượng bốn tín tâm, ác duyên thông khổ không cần sợ chi, nhân duyên nào mới tan, hòa tai biển cố
trái ngang, những điều ương ách muôn vàng khổ đau ăn. Hôm nay đệ tử hội đầu hướng về chư Phật khẩn cầu giải oan, triệt tiêu tội chướng ách nạn, con xin sám hối lễ tràng ăn năn. Con vì ba nghiệp sáu căn đã xin sám hối mọi phần đã xong, mà bốn loài sao nếu lòng vòng, bao nhiêu nghiệp ác cũng mong tiêu dần. Công đức sám hối vô ngần, cũng đem hồi hướng thấy tuần tử dân, chúng sanh mọi loại khắp trần, cùng nhau sám hối thân tâm an toàn. Ba tài ách với tám nạn, nguyện xin tất cả tiêu tan đời này, ăn mặc tất cả đủ đầy, chánh tín tam bảo chẳng ngày nào lơi. Vô thường dù sai đến nơi, cũng không hối tiếc thân đời chúc chi, cực là thế giới tức thì, tìm về hậu hạ Đức Di Đà Ngài. Lại cầu trong kiếp về lai, được nghe Di Lặc chỉ bài tiếng tu, nguyện cùng ban hữu đồng tu, sanh nơi chánh pháp hưng phù tịnh tâm anh. Chẳng sanh ngoại đạo mê lầm, mà hộ trì tam bảo tâm thần sáng trong, đời đời kiếm kiếm một dòng, hóa sinh tự tại trong lòng hoa sen. Vui nhờ cơm áo tự nhiên, tâm từ an ổn chẳng phiền chẳng lo, nguyện không phân biệt nhỏ to, nhân từ trung hiếu giúp cho muôn loài. Một tâm bình đẳng cứu đời, không hề phân biệt ta người oán thân, đời đời kiếp kiếp được gần, mười phương chư Phật thấm nhuần từ bi. Chế ngữ ma oán cuồng si, được cùng Bồ Tát Đề Huệ sống chung, Bồ Đề kiên cố không cùng, tuyên dương Phật Pháp vang lừng thế gian. Đại thừa ráng rỡ đạo tràng, phân thân vô số cứu nạn chúng sanh, muôn loài xa lánh vô minh, tâm không thoái chuyển đăng trình linh sớm. Xưa kia chư Phật đã từng cùng chư Bồ Tát thành tâm thệ nguyện, nguyện tu phước trí vô biên, rồi đem hồi hướng khắp miền chúng sinh, nay con cũng nguyện tu hành. Trao dồi phước trí viên thành đạo sâu, cũng xin hồi hướng phương màu, nguyện vì lời lãng mong cầu chúng sinh, tiếng tu Phật quả sâm thành. Chúng sinh ân hưởng nương lành từ bi, không gian dẫu tận hề chi, chúng sanh dẫu hết từ bi chẳng mòn, hạnh nghiệp dẫu hết sắc son, phiền não dẫu hết hãy còn Phật tâm an. Thiết tha thề nguyện tâm trầm, mà quyết tu phước trí mê lầm triệt tiêu, công đức hồi hướng cao siêu, nguyện xin kiêm cố sắm nhiều hằng sáng. Một lời thề nguyện phát ra, không bao giờ tận phá ba ngục tù, mong sao chí cả vẫn tu
chư Phật Bồ Tát viên chu tán thành. Mười phương tam bảo chứng minh từ bi nạp thọ tâm thành của con. Lời nói thô ác ôm sòm dệt theo, tấn công nói lưỡi hại chiều, nói lời chẳng thật đặt điều dối gian anh. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là những địa ngục đàn đóa xa, cùng loài ngạ quỷ ác ma chịu thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua cú phát thanh rợn người. Nếu sanh trở lại cõi người, miệng mồm hôi thối nói lời điêu hoa, ở trong thân quyên bất hòa. Hai tranh hai cãi người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần, quý tam bảo ngàn lần ăn năn anh. Cuối đầu kinh lại Thế Tôn, một lòng sám hối lòng son giải bày. Chúng con nhiều kiếp đến nay, dùng lời thô ác mà gây giận hờn. Với người gây gỗ tránh hơn, nói năng bất nhã khinh lợn người trên, chẳng phân quen lạ sang hèn, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phủ phàng, khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa, cùng người xô xa quất hòa, oán trời cách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang gần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên, tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối nghiệm điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên, ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan, làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân, tư thiện bám định chứng phần Bồ Tát là hẳn được thân thánh hiền. Bày điều sai khiến lòng thiên, sắm trò câu đảo chuyển miền gió mưa. Nay con sám hối xin chừa, lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ, hoặc dùng lời lẽ tiếng to, văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh.
hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi, lẳng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằn bậy dụ người tà dâm, mà khiến người mê sắc loạn tâm anh. Mọi mòn khí khí lỗi lầm chẳng hay, hoang dùng ý ngữ khoe tài, vu khống xuyên tạc chê bai trung thần, dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay, có oan khó nổi có bài, ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh. Nay con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ, kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu, bày ra lời nói đôi chiều. Tháng dương ngoài mặt đặng điều sau lưng, dèm pha phần tan đôi đường, tấn công khích bác lợi dường như dao, vua tôi nghi kỳ lắm nhau. Vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa, hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm pha sự tình, gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la, ác nghiệp như nước hằng hà. Lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày, con nguyện tu sửa từ đây, nguyện cho tội ác miệng này hóa không, ác nghiệp miệng sám vừa xong, nhờ công đức sám mà lòng được yên. Âm thanh tam thứ đủ duyên, biện tài bốn thứ chu viên tự thành, phán ngôn lời lẽ đành rằng, nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh. Ai nghe cũng thỏa tấm lòng, mà biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền, ngôn từ bất tuyệt liên miên, khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu, nhập hàng thanh giả chân tu. Mở con mắt tuệ khóa tù tối tâm, mà con xin phá nguyện nhất tâm, mà sám hối nghiệp miệng mê lầm xưa nay, cúi đầu năm vóc trương đại, hướng về tam bảo miệng mài quý ơi. Từ xưa vô lượng tội tình, những khổ bao chướng quanh mình bủa vây, tề địa ngục khổ thay, như lời Phật dạy chẳng ngày thoát ra. Chịu bao thống khổ khảo tra, quanh tề ngục tưởng là sắc vây, trên thì lưới sắc dân đầy, dưới thì rừng kim đao dày đan nhau anh. Bốn bề lửa dữ thổi vào, tội nhân trong đó tháng nào nướng quay, cửa thành cho sắc bao vây, nanh dài vuốt nhọn mắt tày anh sao anh.
trên không chim sắt đua nhau à, móng gan mỏ thép móc hầu tội nhân à, đầu trâu ngục tốt rần rần à, hét la đánh đập chặt bầm phân thấy em. Lại thêm xe kiếm đao cày à, trên công bổ xuống bảy ngày ruột gan à, như vậy muôn tháng ức năm mà sống thì chẳng đưa trên càng không xong mà khổ bao như thế chẳng cùng. Con xin khẩn thiết hết lòng ăn năn, còn bao khổ bao nghiệp nhân, đọa vào địa ngục các tầng khác nhau, khổ bao thiên năm số đồng thì siêu thoát năm đạo hộ trì năm căn. Năm phần năm mắt như băng, đời đời kiếp kiếm chẳng hằng dính nhớ. Thần thông sao thứ có dư, sao trần chẳng thể làm mờ trăng sao em. Sao ba la mật hạnh cao, sao thứ nhiều hạnh lúc nào cũng thanh. Nhiễm ô chẳng vương trên mình, nhờ ơn cam lộ nước lành từ bi. Nguyên nhân bảy số trở đi, cho đến mười số tức thì tiêu tan. Ngồi hoa thanh tịnh yên bàn, tám công đứng thủy quay màn lưỡi xanh. Hành mười vị cũng viên thành, đoạn trừ chín đô thực hành chín phen. Nguyên nhân mười một trở lên, mười hai mười tám nhân phiền não tiêu. Nhằm vào thế tánh cao siêu, tánh không lý giải muôn điều đều thông. Bánh xe chánh phá chuyển vòng, ngư tòa tử tại trong lòng tỉnh thanh. Mười tám bất công hoàn thành, vô lượng công đức sẵn dành độ thai. Nguyện dù ở tại ta bà, cũng không thôi chuyện tà ma phục hàng. Nguyện lòng cung kính mười phương, chí thành lễ lại cung dường chư tôn. Nội trong ba nghiệp của thân ấy, sát sanh thứ nhất muôn phần khổ lao. Chúng sanh nào nấy như nhau, đều ham sự sống đơn đau ai màng. Xét từ vô thủy kiếp mang, chúng sanh đều có họ hàng với nhau. Mẹ cha anh chị rể dâu, chỉ vì nghiệp lực đối đầu thọ sanh anh. Mà mang vạn trạng thiên hình, luân hồi sao nẻo tái sanh dương trần. U mê nào biết ta gần, họ hàng chẳng nhận ban lăng cũng lờn. Mặc tình nhai nuốt chặt cưa, mặc tình duyên hại chẳng ngờ tương liên. Trong kinh Phật vẫn thường khuyên, nuốt nhai thịt cá tưởng hiền thịt con.
Nếu về chút lợi áo cơm mà lưới bẫy bắt vật niệm dồn nặng sâu xa sanh tội đứng đầu giết ăn hồ dễ khấn cầu thứ ba. Từ sanh vào cõi ta bà, chúng con chưa gặp ai là thiện nhân. Xót thương chỉ bảo khuyên rằng, sát sanh hại mạng là nhân tiền. Nên vì lợi lộc ngu si mà gieo nghiệp ác, cũng vì miếng ăn sau này rời bỏ bao thân xa vào địa ngục trả dần tôi thương. Chịu bao thống khổ cho bừa đầu trâu mặn ngựa té cưa thân hình, hoặc là đâm chém tanh bành, hoặc môi móc ruột mới đành án kia. Đã không nợ chốn âm ti, trở về dương thế lại tùy nghiệp mang. Gá thân làm giống xài lang, còm bèo rắn thiết chui hang núi rừng. Hoảng làm chuột bỏ côn trùng, hút máu hút mổ rút thùng phận dơ. Hoảng làm gà chó heo tơ, cho người xé thịt chặt cưa nấu xào. Thật là khủng khiếp biết bao khổ bao, như vậy lẽ nào dễ vui. Nếu mai trở lại làm người, cũng mang bệnh hoạn tuổi đời chẳng lâu anh. Chỉ thành con lại cần cầu sám hối nghiệp ác để đầu ăn năn. Xin chư Phật thánh hiền tăng nhủ lòng thương xót mà hằng gia kể từ vô thị chúng con. Tuy có kiến thức nhưng còn ác tâm, hoặc tham hoặc ghét hoặc sân, hoặc vì kiêu ngạo chẳng cần tính suy. Trong lòng chẳng chúng từ bi, thẳng tay sát hại cách chi cũng làm. Thề nguyện bùa chú lỗ ban, em cho đến mạc đến tàn chưa thôi. Ao hồ phá phách mà chơi, đốn rừng săn bắn lưới chài chó săn. Đập cuối gài mái đạo hầm, cũng tên nó đạn giết mầm sống vui. Cá dưới nước chim trên trời, lưới giăng bẫy cập không nơi thoát đào. Hoặc nuôi gà vịt dê heo, để dành làm thịt nuốt chiều miếng tham anh. Hoặc thuê mướn kẻ hung tàn, vạn long cắt tiếng làm hàng bán buôn. Chúng chưa tắt tiếng kêu thương, thân đầu mai vẫy thịt xương đã rời. Oan than thâu đến tận trời, đớn đau thảm khóc trước loài súc sanh. Chỉ vì ba tấc lưỡi tâm mà mang nghiệp ác sát sinh đời đời. Ngày nay con sám nguyện rồi, từ nay việc giữ tức thời lánh xa. Lại còn binh miên can qua, tranh giành biên giới cô mà diễn nhau. Đạn bom phá xóm nổ cầu, đích thân tàn sát hoặc thâu người làm. Hoặc nghe giết chấp mừng ham anh,
đau thương chẳng kể tham tàn thánh hung, nghề đau phủ thủ lạnh lùng, chặt đầu lóc thịt người dân chẳng màng, nghề đồ tể cũng bao tàn. Phanh thay loài vẫn dung nhan chẳng trần, bản buông khi giới đạo gươm mà đẩy xô người xuống hố hầm, chẳng ghê biết hàng pha tổ cán xe, nặng chân dẫm đáp chẳng hề tiếc thương. Làm bao án nghiệp phi thường, nay con sám hối mười phương một lòng, mà cũng từ vô thị kim trung, mà phá thai diễm trưng độc trùng hại nhau, cắn hoang trồng chia bén áo anh. Tháo kênh diệt mũi ngăn rào lối ra, gậy roi gồng khóa cáo tra, nằm ngồi đi đứng bụng đà ghét nhau, nói thì như thể lách lao, nay con sám hối cần cầu chư tôn anh. Vì chứng ngô mùi em dồn, mà con có phạm công còn thiếu chi, xin nhờ lượng thanh từ bi chứng minh lời nguyện tức thì ác